những bạn anh đã từng phỏng vấn và làm cùng đó, thì những bạn có background thì làm gì cũng được. Thì nếu mà anh được chọn lại với mình tất cả những cái thông tin anh đã biết Ừ. đó, thì anh sẽ chọn học ngành gì? Bây giờ giả sử như anh đã biết tất cả những cái thông tin mà anh đã biết cho đến bây giờ, với lại anh background business chuyển qua làm technical, thì nó cũng sẽ có bất lợi và cũng sẽ có điểm mạnh. Thì nếu mà anh được chọn lại với mình tất cả những cái thông tin mà anh đã biết đó, thì anh sẽ chọn học ngành gì? Ok, cũng câu hỏi rất hay. Nếu được chọn lại thì chắc là anh sẽ chọn học bên cái trường đại học nó chuyên về mạng technical một tí, thì chắc là anh sẽ đi thẳng vô chuyên ngành của bên computer science luôn. Học xong ra trường mà làm đúng về cái ngành đó luôn thì anh nghĩ nó sẽ dễ nhất. Nếu anh đã đánh giá những bạn anh đã từng phỏng vấn và làm cùng đó, thì những bạn có background computer science là software engineer thì làm gì cũng được, rất là dễ để làm việc. Ừ. Còn những bạn mà như về bên kinh tế chuyển qua thì phải có một thời gian để họ họ trau dồi những cái đó. Dạ đúng, em cũng đồng tình. Thì thật ra lúc mà em tương tác với lại trong quá trình em làm cũng nhảy qua nhảy lại giữa những cái role hơi hybrid hoặc là không technical á, thì cũng nhiều khi nắm những kiến thức trong business thì đi làm á, một vài năm là mình intuitively có thể mình học được cái câu chuyện đó. Còn kỹ thuật nó không phải là cái câu chuyện mà nhìn người ta làm rồi làm theo, mà phải thực sự ngồi xuống làm và bắt mình vô một cái system để có thể Đúng thật rồi, sự học cái đó. Không thôi còn tự học thì thật sự là rất khó, cần rất là nhiều ý chí. đúng rồi, đúng rồi. Đúng mình là nếu như là technical thì việc hands-on rất, rất 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 quan trọng, thì cứ đặt ra nhiều project để mình tự làm thì em thấy cũng khá là hay. Kiểu mình cứ đặt cái mindset mình build cái gì đấy, mình build thử, vừa build mình vừa học luôn. Dạ đúng. Có một câu hỏi tự nhiên em vừa nãy ra trong đầu. Hồi nãy anh có trả lời là nếu mà thực sự có cơ hội được chọn lại thì anh có thể sẽ prefer học computer science hơn so với là học business. Ở cái thời điểm này thì anh có bao giờ cân nhắc đi học lại hoặc là học lên master computer science hay không? Ừ. Thực ra thì anh cũng có suy nghĩ tới cái việc đi học đó, và anh cũng xem rất là nhiều. Anh thấy cụ y chang như hồi xưa lúc mà anh bắt đầu chuyển nghề vậy. Giờ nếu như mình invest mình đi học thì thực ra nó cũng sẽ phải trả rất nhiều thứ. Tiền bạc thì chỉ là một phần, nhưng mà chính là thời gian và là cái công sức, thì nó có xứng đáng với cái mình sẽ bỏ ra hay không. Càng lớn thì lại càng khó chọn, bởi vì nhiều có gia đình có con cái nữa thì rất là khó, rồi thu nhập nữa, thì mình phải đảm bảo cái chuyện đó để mình lo cho gia đình. Cái đó cũng câu hỏi anh đang cố gắng để anh trả lời. Nhưng mà đi học thì mục tiêu là để được cái gì? Nếu như mục tiêu đi học để được cái bằng để mình đi làm những công ty, nó bắt buộc phải có những cái bằng đó, thì nó recommend ok mình nên đi. Còn nếu như mục tiêu của mình là để có kiến thức nền tảng để mình làm được đó, thì cũng tùy thuộc vào cái người đó nữa. Cái người là cái người mà thích mình sẽ hấp thu được cái kiến thức khi mình đi học, ok thì mình nên đi. Còn như nếu cái người là người mà kiểu mình hấp thu khi mình tự học thì mình nên tự học, thay vì mình phải bỏ tiền ra mình học, cuối cùng là mình lại không nhận được như là mình mong muốn. Hiện tại anh đang follow theo hướng là anh tự học, tại vì anh thấy dễ control được cái pace của anh không muốn học cái anh bị thiếu á. Ví dụ như anh làm cái này anh thấy bắt buộc mình phải bổ sung những cái này này thì đi học cái đó đi. Đó là một yếu tố mà anh nghĩ khi những bạn nào mà đi chợ muốn lựa chọn nên consider.